Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật Na Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 2024 dương lịch, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch. Chúng ta hôm nay cộng tu ngày Chủ Nhật, và cũng ngay ngày sinh của Bác, nên chúng ta hôm nay có bài học tập, đó là tưởng nhớ đến ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. A Di Đà Phật. Nhân đức hồi đó giờ cũng thường ưa đọc sách của Bác. Khi đọc những công đoạn tự nhiên mình thấy cũng xúc động lắm nha. Mình thấy bây giờ mình được bình yên vì người ta cũng khó khăn vô cùng. Nên từ nơi đó mà trong nhà Phật, cái tứ trọng ơn nó có cái ơn đất nước rất là quan trọng. Nhất là đọc cái câu mà những đức cảm động nhất là cái câu câu này là đọc cho vị nghe. Câu này rất là hay mà mình là người tu mình cũng phải học. Câu này có Bác Hồ nói nè: tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo bặn, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sống sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu. Nghĩa là vì sao mà dù là thời gian Bác mắc cũng lâu, nhưng mà cả đất nước Việt Nam và có những nước bạn người ta vẫn quý trọng. Cũng như hình tượng của Bác ở nước ngoài cũng có thờ cúng được tôn trọng. Vì sao? Vì một người
đem cả cái tấm lòng mình dành cho dân tộc. Nghe câu đoạn không? Nên câu người xưa nói hùm chết để da, người ta chết để lại cái tiếng. Tuy là một đời người cũng như mình sinh đến cuộc đời này, nhưng một con người thì sống và làm việc quá ý nghĩa trong cuộc đời. Từ nơi đó mà những con người chúng ta sống nên học theo. Bao nhiêu câu tán thán về bác. Rồi có một câu rất là hay nè: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Không đoàn kết thì si và mắc, có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xây bằng vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà. Nên mỗi một người chúng ta nghe những câu này nó hay lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói, chùa mình đông người vậy đó, những đức học được cái tư tưởng của bác rất là nhiều. Cho quý vị biết, dù những đức không có trình độ gì đâu, nhưng mà anh em trong chùa quý những đức, và chúng trong chùa thích những đức. Vì ngay chỗ nào? Vì mình nhiệt tình, mình lo cho anh ta, mình không có gì cá nhân bản thân mình. Làm nhiều hơn người ta, nhưng ăn ít hơn người khác. Đây là 100% luôn á. Những đức mà nghĩ đến cái ăn hay uống cho người khác, những đức không có nghĩ bản thân mình ăn uống đâu. Thì bản thân những đức đi tu tập giết rồi, về ăn uống những đức không quan trọng thế. Mà nghĩ đến cho người trong chùa, nghĩ cho đến Phật tử, người ta đi đến chùa, người ta tu tập xong có miếng ăn. Cái này cũng do học từ tư tưởng của bác. Và quý vị để ý thấy những đức, những đức gặp nít, những đức thương, cũng học từ bác. Vì những đức đọc một câu đoạn để rằng Bác Hồ nghĩ rằng con nít là mầm non của đất nước, thương con nít và bảo vệ con nít và dạy con nít, đó là đang gầy dựng cho nước nhà. Nếu như con nít mà không được giáo dục tốt thì sau này lớn lên làm sao có tư tưởng để mà giúp cho nước. Nên từ nơi đó mà bác rất thương con nít. Con nít mình thương nó, dù mình cho nó một cục kẹo đi chăng mà nó cũng quý mến mình. Mình cho nó một món quà nó cũng quý mến mình. Mà trước khi muốn dạy thì phải quý mến mình mới dạy được. Chứ nếu mà nó không thích mình không bao giờ dạy được đâu quý vị. Như con người người ta không thích mình đi, dù mình có làm bao nhiêu tốt ta vẫn không thích. Nhưng con người mà đã thích thì mới dạy được. Nên kết cái duyên lành đối với chúng sanh mới hướng dẫn ta được. Cái này quan trọng. Nên cái việc này Bác Hồ ngài làm được hay. Và rất gần gũi, vì coi phim tư liệu đi, rất gần gũi và đơn giản, bình dị vô cùng. Những đức ấn tượng đặc biệt nhất, một bậc lãnh tụ thờ khó khăn. Bởi vì cái thờ khó khăn đào tạo ra những nhân tài. Ngày xưa thờ khó khăn có nhiều bậc trí tuệ xuất hiện, nhiều nhân tài xuất hiện đó quý vị. Trong cái khó người ta lại sanh ra trí tuệ. Đồ đạc mà còn thiếu bẩn mà, trong rừng sâu núi thẳm, khi tắm xong giặt đồ đi thì lấy đồ che để che nắng, bận một cái quần đùi đi tới cái chỗ ở thì đồ khô bận vào lại. Nghĩa là rút hoàn toàn thời gian lại quý vị, rút hoàn toàn thời gian lại. Chúng ta có khi mình xem lại là cái cuộc sống của chúng ta càng ngày càng phong phú, càng đầy đủ, thì hình như là cái năng lực phát huy của chúng ta nó chậm lại. Có người ngày xưa người ta khổ, nhưng cái năng lực phát huy người ta rất là cao độ, rất cao độ, siêng năng. Mà người siêng năng thì mới sanh trí tuệ. Mà phải siêng năng làm sao đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải là siêng năng mà tối ngày cứ lủi
lủi ủi, thui ủi, thui ủi làm hoài cũng chưa chắc đúng nơi đúng chỗ. Siêng năng làm có góc độ rõ ràng, người siêng năng đó thì chắc chắn sinh trí tuệ. Nên khi đọc công đoạn mà bác dạy công đoạn này hay, không đoàn kết thì si mắt. Ví dụ như mình vác tảng đá to vác nổi không? Nhiều người đến vác thì vác nổi. Sự thành công nào cũng không phải một mình, đều có rất nhiều đôi tay. Mà nếu như mình không có tình thương mến thương với người ta thì tay đâu mà kết hợp với mình để thành công. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xây vằn vặn mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Nên những đức á, cách nay khoảng 6-7 năm trước á, mình rất thẳng tính, mà cái thẳng của mình không biết trời cao đất rộng. Thật sự quý vị không biết trời cao đất rộng. Càng học Phật rồi mình mới càng nhìn nhận. Nhất là qua mấy cái lần này mà nhiều người ngoại đạo người ta mắng chửi người xuất gia. Có khi một bài giảng quý thầy, nguyên bài giảng họ không có, họ cắt 2-3 phút. Nhưng Đức hỏi quý vị, đây đoạn đường từ đây dài ra tới cổng vòm, quý vị không đi thẳng đường mà bị cắt, có đoạn đường đi tới cổng vòm không? Không bao giờ tới cổng vòm được, chắc chắn quý vị luôn. Nghe không? Rồi quý thầy nói một câu, cái họ cầm đôi dép nó đập. Họ cái thầy nói một câu cầm đôi dép đập cái nó nói vô. Nó làm gì đó quý vị thấy. Nên từ nơi đó làm sao tròn ý được, làm sao tròn ý. Thì tự nhiên qua cái lần này, trong lòng Nhận Đức nói rằng từ hôm nay cuộc đời của Nhận Đức, gặp người xuất gia, họ tu không tu mặc kệ họ, bản thân Nhận Đức luôn luôn mang tâm thương yêu. Và Nhận Đức cũng khuyên hàng Phật tử, muốn cho đạo pháp được thịnh thì chúng ta là người Phật tử, trong ba ngôi báo thì có Tăng Bảo, không thể nào dẹp mắt hàng Tăng Bảo được. Rất là đông người xuất gia, thì dù có vài ba người xuất gia, cái gì không phải cũng là sự cho chúng ta nhìn nhận khảo đạo, chứ không thể nào đại diện được cho tăng đoàn. Nên chúng ta đừng nên dội nhìn vào một khía cạnh quá ngắn, quá nhỏ để kết luận được một cái giáo pháp của Phật gần 3.000 năm lưu truyền. Nếu như chúng ta thiếu sự đoàn kết thì hoàn toàn chúng ta thất bại. Chắc chắn quý vị phải đoàn kết. Nên câu này rất là hay nè. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Nước Việt Nam là một dân tộc, Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là mình đi đến đâu, mình có du học nước ngoài, đi nước nào chăng nữa, mình hãy biết mình là dân tộc nào. Ta là người Việt Nam, ta làm việc gì, ta sống như thế nào, phải làm sao đẩy mạnh dân tộc mới là chính. Chứ không phải vì cái lợi ích cá nhân mình, phải đẩy mạnh tư tưởng dân tộc mới là chính. Chúng ta là người xuất gia, người tu cầu giảng sanh thì mình cũng là dân tộc Việt Nam. Đã là dân tộc Việt Nam thì làm sao cho thấy phù hợp với người Việt Nam. Ví dụ như Phật tử đi đến chùa, đa phần người Việt chúng ta bằng áo chàng màu lam,
Chúng ta có đi đến đâu thấy màu nào đẹp đi chăng nữa cũng là màu lam là màu đặc sắc nhất. Dù cái tay rộng đi chăng nữa thì mình cũng cải cách lại là màu lam phù hợp, dễ nhìn. Nên từ nơi đó mà mọi người mình phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Thêm một câu bác dạy rất là hay: chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Dễ trăm lần không dâng cũng chịu, khó vạn lần dâng liệu cũng xong. Ý bác nhắc nhở cái câu: nếu không có lực lượng mạnh của nhân dân đoàn kết thì chúng ta có dễ cũng không được, mà khó thì khó, mà được sự ủng hộ thương yêu thì có khó cũng thành công. Cái câu rất là hay đấy, đúng không? Có nhiều người họ hỏi như Đức: ủa sao thầy làm nhiều việc rồi thầy nuôi bao nhiêu bà già gì được? Như Đức nói đoàn kết, vì cái việc làm này tốt, nhiều người ủng hộ nên chúng ta có cơ hội làm được việc tốt. Rất là quan trọng. Lợi ích cá nhân liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung cho tập thể. Chùa mình quy nhất quý vị, người vào chùa mình đa phần chỉ một người đứng ra lo cho họ, một tổ chức rất rõ ràng. Nên chùa mình tí đông người, nhưng xin thưa quý vị, nó không có chia ba xẻ bảy, không chia ba xẻ bảy. Cái lợi ích cá nhân nó phục tùng cho cái lợi ích toàn thể, nó hướng về một mục tiêu chính nhất để sống chung với nhau. Nên từ nơi đó mà con người sống thuận hòa, như anh em huynh đệ sống cùng những đức, những đức sắp sao họ cứ làm gì, chứ anh em không có mà cái kiểu mà nói rằng sao thầy thương người này nhiều người kia ít gì. Anh em cái quan trọng nó đoàn kết quý vị, cái đoàn kết là cái rất là quan trọng. Nên quý vị nhớ, một gia đình mà thiếu sự đoàn kết, đố mà cái gia đình quý vị mà có thể thịnh đó. Không bao giờ thịnh. Chúng ta nói về một gia đình thôi, không bao giờ thịnh quý vị. Một gia đình mà không đoàn kết không bao giờ thịnh. Tại vì một người siêng làm, ba người phá, sao thịnh đây? Nên từ nơi đó, từ một gia đình thôi, mà mỗi gia đình là tế bào của đất nước. Nếu như chúng ta không nhìn nhận một gia đình thì chúng ta không biết mở rộng ra. Nên cái câu người xưa nói hay: gia hòa vạn sự hưng, là như vậy. Nên mình càng học Phật quý vị, chúng ta phải càng nhìn nhận cái cuộc sống sâu sắc hơn. Và con người sống trong cuộc đời này ai cũng có cái sai. Sai mà biết từ trong cái sai đó mà bước ra, sai mà nhìn nhận được cái sai đó mà lập trường lại, nó mới là đặc sắc, nó mới là cứng cỏi. Nếu như con người cho rằng mình không bao giờ sai, không bao giờ nhìn nhận khuyết điểm của mình, như bác Hồ ngày nói một câu nói: bất cứ một tổ chức nào, một đoàn thể nào, nếu không nhìn ra khuyết điểm của mình thì tổ chức đó, đoàn thể đó nhất định suy kiệt. Nghĩa là sự chỉ trích của người khác cũng là điều tốt, vì họ cho mình phải nhìn lại, cho mình phải nhìn lại. Thí dụ như bây giờ người tu hành mình bị chỉ trích để cho mình nhìn lại, mình nhìn lại đoàn thể tăng đoàn của mình có đoàn kết hay không. Theo những đứa thấy rằng ngày xưa quan niệm những đứa cũng sai, một cái việc gì đó có khi mình cũng nói thẳng thẳng trước mọi người đại chúng, nhưng mà trong đó có những người đồng tình, nhưng mà rất nhiều người ta lại công kích. Từ nơi đó
Một đoàn thể chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách gọi lại để nói riêng. Vẫn là hay. Tại vì người hiểu thì dễ rồi, người không hiểu quý vị, nó lại đưa ra lời thị phi, làm cho nhiều người ta phải ảnh hưởng. Cái này rất là nguy hiểm. Đó, nên qua những cái sự việc, những đức nhìn nhận, thì tự nhiên nó cho mình một cái góc độ cực kỳ sâu sắc trong cuộc sống. Những đức nói với vị nghe chứ, tại sao có những người học Phật mình bỏ cuộc? Vì mình học Phật không sâu sắc. Nếu như mình học Phật, mình nhận thức được sâu sắc về đạo Phật thì mình không bỏ cuộc. Mình cũng không bị tác động nữa quý vị. Chắc chắn không bao giờ bị tác động. Sao bị tác động được? Mình đi đến đâu học tập, mình đều tìm hiểu cho rộng rãi. Đã hiểu rồi thì ai tác động được mình? Còn mình nghe một chiều thì bản thân mình nên xem lại. Con người chúng ta dễ bị thất bại là dễ nghe một chiều. Ai vừa nói gì cái mình tin, mình nghe liền. Chúng ta phải có góc độ nhận thức hai chiều. Đúng không? Vậy thì nó mới sâu sắc chứ. Đó. Nên á, những đứa thấy cuộc đời mình gặp Phật Pháp quá đặc biệt. Thì biết rằng con người mà có thể tiếp nhận được đạo Pháp, tiếp nhận được lời dạy người xưa là ngay chỗ gì, phải không? Quý vị có góc độ sâu sắc và quý vị nhìn nhận được cái tư tưởng người xưa hay. Mà mỗi một con người mà thích lịch sử quý vị, là đa phần những con người không có tệ. Thích lịch sử là không tệ, chắc chắn quý vị luôn. Vì mình thích lịch sử nên lịch sử là một tấm gương để mà giúp cho mình phản chiếu, nhìn lại. Con người ai cũng có cái sai, nhưng nhờ nghe đạo Pháp mình hoàn chỉnh mình từ từ. Và nhờ nhiều người chăm chích mình để hoàn chỉnh mình. Tại vì họ chăm chích mình để mình nhìn lại những điều người ta nói đó, để mình sửa, mình điều chỉnh lại thì nó càng tốt. Giống như một dân tộc mà có những lúc khó khăn mới biết được dân tộc này có đoàn kết hay không. Đúng không? Tình bạn lúc mà đương thời giàu sang thì nói là bạn tốt, chưa nói lên gì. Lúc bị thất thế xa cơ, bị mới biết bạn tốt hay không. Xin thưa quý vị, những đức có một tư tưởng rằng lúc những đức bình thường, những đức giúp người ta, những đức làm việc này việc kia được 100% với quý vị. Nếu con người những đức đi đến cái lúc mà có những ngày tháng thất thế xa cơ, những đức sẽ không bao giờ tìm bất cứ một người nào. Không tìm ai. Tìm họ làm gì? Chúng ta tìm họ, có khi họ không giúp mình còn mất công đi tìm họ. Thà chúng ta lặt vài cọng rau chúng ta ăn qua ngày, sống những ngày tháng còn lại còn ý nghĩa hơn nhiều. Thật sự cuộc đời mình thích qua với người khác là lý thú nhất. Tại vì mình đang giúp được cho nhiều người, mình làm được nhiều việc thì mình cứ làm. Còn lúc mình không làm được gì khỏi cần đi hỏi ai. Mình đã thất thế xa cơ đi hỏi người ta, biết người ta có nhìn mình không? Khỏi cần đi hỏi chi, cũng khỏi cần tìm hiểu chi, mất công. Cứ nói đặc biệt ra là mỗi người đều có hoàn cảnh, mỗi người đều có cái khó khăn. Biết đâu họ cũng đang có khó khăn thì sao? Nên mình lại hỏi họ, mình làm phiền họ không? Nên không cần thiết. Nên quý vị biết rằng khi mà con người mình khó khăn rồi, quý vị sẽ biết. Sẽ biết là tự nhiên mọi người sẽ tránh xa quý vị. Hoặc là có những lúc bản thân của chúng ta mà khi mà mình mà không còn danh lợi gì nữa hết trơn, quý vị thấy nó lạc lõng lắm. Tự nhiên mọi người từ từ rút bớt hết trơn. Nên con người ai cũng có một thờ, ca sĩ cũng một thờ, người xuất gia cũng có thờ. Có những người thì cả thờ đó cũng không có luôn. Có những người cả đời làm tu sĩ,
cả đời làm ca sĩ. Dù có cố gắng đi chăng nữa thì cũng là le rai thôi, chứ nó không có cái thờ thăng hoa. Nhưng mà con người mà có góc độ về học tập đạo pháp, nếu có những thờ cuộc đời mình thăng hoa thì bản thân chúng ta nên lấy cái thờ đó đó, mình lấy cái thờ đó để mình cống hiến, thì nó mới thật sự là người thông minh. Lấy cái thờ đó cống hiến mới là thông minh. Thí dụ mình gặp một ngôi chùa gì, mình dẫn lợi là mình giúp cho người ta được nghe pháp, nghe đạo. Mình có cơ hội mình dẫn đến một ngôi chùa nghe đạo, nghe pháp, tạo dựng cho người ta có sự tu hành. Đây cũng là cơ hội cho những người trưởng đoàn. Nếu thí dụ quý vị không đi đến đây nữa, quý vị dẫn đi đến một ngôi chùa khởi đầu, chưa chắc. Khởi đầu mọi mặt đều khó khăn, quý vị có khả năng ôm xô không? Không có khả năng đó đâu. Vì đi đến đây quý vị dù không cúng một cắt đi chăng nữa, người ta ở đây người ta vẫn làm được. Cái cơ hội, đúng không? Nên đây là nhân duyên và cơ hội cho chúng ta để cùng chung tay giúp mọi người. Nhưng Đức bây giờ đẩy mạnh về làm tượng Phật mạnh lắm. Tại vì sao? Nhìn sâu sắc, nghĩa là làm tượng Phật tặng cho người ta từng nhà có ngôi tam bảo. Như bây giờ người ta đặt cái tâm vào tấm gương của Bác Hồ thì tự nhiên người ta sẽ học theo tư tưởng của Bác. Còn mình là học đạo, mình cũng học tập được Bác, mà mình hướng đến Đức Thích Ca Mâu Ni để học con đường giải thoát. Mọi cái chúng ta học được chút chút đều hay hết mà quý vị, đúng không? Nên những câu mà Bác nói rất là hay. Đoàn kết thì đại đoàn kết, mà thành công, đại thành công. Thiếu đoàn kết thì không thành công, đúng không? Thiếu đoàn kết thì không bao giờ thành công, chắc chắn luôn. Nên ngày nay chúng ta tưởng nhớ đến ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Mà thật sự mà nói, người dân Việt Nam nó rõ ra từ đứa con nít bây giờ cũng biết tới Bác Hồ, đúng không? Vì sao mà người ta để một người vô cái đồng tiền? Vì người này quá chân quý, người ta mới để vô tiền. Quý vị thấy bị quý tiền cái nào chưa? Ta nói tiền là xương là máu mà. Nên từ đó mà đồng tiền người ta quý cỡ nào chứ, mà người ta kính yêu, người ta quý một người nào, người ta mới để hình vô đồng tiền, vô giấy tiền đó, để cho mọi người ai cũng biết người này. Vì người này quá đặc biệt, người này có cái tấm gương quá đặc biệt đối với đất nước, nên cho người nào cũng biết người này đến chi, học theo tấm gương người này. Nghĩa là cách truyền bá về đạo đức cho con người này là đặc biệt nhất rồi đó. Đó là trả lại cái công sức cho người ta, cái công sức mà họ dành cho bao nhiêu con người như thế nào. Thấy nhân quả không? Mình học Phật á, mình sâu sắc về định luật nhân quả. Thí dụ Bác Hồ Ngài dành cái tâm Ngài cho cả một cái đất nước, thì cả đất nước dành tâm lại cho Bác Hồ, phải không? Cái nhân quả này rất rõ ràng. Vậy thì nếu cái tấm lòng quý vị mà dành cho nhiều con người thì nhiều con người dành lại cho quý vị. Chính bản thân Nhà Đức học Phật mười mấy năm, Nhà Đức cũng nhìn ra rõ ràng luôn. Chính lương tâm của mình nghĩ cho người ta nhiều quá. Nên rõ ràng chương trình Phật Đản mới đây mà 30.000 người về dự chương trình. Thấy rõ ràng không? Quý vị để ý, nếu như cái tâm quý vị chỉ biết một gia đình quý vị thôi, thật sự mà nói, sự thành đạt của quý vị không bao lâu. Vì quý vị chỉ biết nhà mình thôi, chỉ biết vợ, biết chồng, biết con mình thôi. Con mình bây giờ hư cỡ nào chăng nữa, không bao giờ bản thân mình mà chấp nhận con mình hư. Ai chỉ cần nói đến là mình chỉ biết binh con mình. Cái tâm cha mẹ thương, nhưng mà tình thương nó không có sai. Nhưng có cái mình mù quáng chứ không có sai, thấy không? Mù quáng trong tình thương thôi. Thí dụ như bây giờ mình con mình sai mà mình không chịu nhìn nhận, người ta nói đến là mình chỉ có binh con mình, là mình đang bắt cầu cho con mình để đi tới cái sai, phải không?
là mình mù quáng. Mình bắt cái cầu cho con mình đi đến cái sai, càng sai càng sai, đi đến đại sai lầm. Đó là con mình quay đầu lại bắt hiếu với mình, là do chính mình đã bắt cầu cho con mình đi đến cái sai lầm, rồi cuối cùng con mình nó trả lại cho mình. Đó là bất hiếu đối với mình. Nên bản thân mình á, sanh con nuôi con, dạy con còn rất quan trọng. Và khi dạy con, có những người người ta nói con mình cũng phải xem xét cho kỹ. Phan à, cái gì cũng giỏi vàng binh con mà không chịu nhìn nhận vì con ha, binh con mà không nhìn nhận vì con. Giống như ai mà nói tới những đức là hòa thượng ngày kia qua, ngày trước nhất là ngày gài những đức, rồi lúc đó ngài mới xem xét. Trước nhất dặn mình xuống trước đi, rồi lúc đó xem xét. Có nghĩa là cha mẹ dặn con, la con, đánh con, nhưng cha mẹ không giết con. Nhưng chúng ta nếu như mình dung dưỡng cho con mình, sau này khi con mình lại bị chết, chứ không dung dưỡng này. À, con mình chết á, nên từ nơi đó mà mình phải biết thương con làm sao để giúp con kìa. Cái này mới là cái quan trọng nè. Nên những đức khi mà coi mà lịch sử của bác, thật sự quý vị, mình có một cái nhân duyên gì với bác cũng không đơn giản. Khi coi đến lịch sử của bác Hồ, quý vị biết nếu có những người nghe, bị coi về tư liệu, coi về sách của bác, bị coi những công đoạn tự nhiên bị rơi nước mắt. Những công đoạn mình coi tự nhiên mình rơi nước mắt, rất là cảm động quý vị à. Mà trong cái khó cái khổ của những thời điểm đó mà người ta dặn, có cái tâm quyết là vì sao? Như bác nói rằng chỉ đúng có cái tâm là mong cho người dân sống được bình yên, sống an vui, hiểu không? Giống như giờ mình học bác được chút xíu, bây giờ mình tổ chức lại 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm cũng cực chứ quý vị. Nhưng mà mình nghĩ rằng nhiều người người ta được lại Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên bản thân mình từ đó mà cố gắng phấn đấu lên. Nếu như nghĩ rằng lại 3.000 lại này được nhiêu tiền, có chừng bỏ cuộc. Tại vì cái tâm đó nó dành gì cho cá nhân mình, nó không phải là nó dành mở rộng ra. Giống như quý vị coi bữa đó mấy chục ngàn người ngày Phật đản, có ai tổ chức Phật đản mà buổi tối vậy đó, đi lễ Nam Mô Di Đà Phật đâu. Vì coi mà nếu như bây giờ mà niệm lại bổn sư thì cái chúng ta lại không có cái nhịp lại đó. Nhưng mà mình đã thường lại Di Đà quen rồi, trong lòng như Đức nghĩ vậy nè, một người lại 45 phút, 30.000 người là tính lên bao nhiêu phút, tại sao bản thân mình không lại? Bản thân mình sao không lại? Chỉ bản thân mình một mình phát tâm lại thì người ta đều lại hết. Người ta đều lại hết luôn quý vị. Nên mình có tâm tu, mình chỉ cần nghĩ người ta sẽ tu được, mình tự nhiên mình có tâm, mình giúp người ta. Chỉ cần mà mình có tâm tu, mình dẫn dắt người ta là người ta sẽ tu. Mà mình tu làm sao mà mình tu cái môn tu mà người ta tu. Quý vị coi mấy chục ngàn người niệm Phật lễ Phật, ai cũng niệm Phật lễ Phật được, đúng không? Đó. Nhân đức dù bây giờ á, đi tu 15 năm hay là 30 năm hay 50 năm thì nhân đức cũng niệm Phật lễ Phật. Quý vị mới vô tu buổi đầu tiên cũng niệm Phật lễ Phật, công nhận là cái pháp hay gì đâu. Quá hay luôn, cực kỳ hay luôn quý vị. Đúng là pháp môn tịnh độ này mà tại sao 10 phương chư Phật tán thán. Chỉ ngay có cái chỗ là người tu 30 năm tu được, cái người mới vô buổi đầu tiên cũng tu được Iran. Cái người tu 30 năm họ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, cái người mới vô buổi đầu thì họ cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Tự nhiên 30 năm mà cũng như cái người mà mới vô niệm Phật, người mới vô niệm Phật cũng như người 30 năm. Đặc biệt không? Còn nếu như mà ngoài tịnh độ
thì cái người 30 năm người ta sẽ có một cái khả năng tu của người ta. Cái người mới vô không bao giờ mà quý vị bước vào được đâu. Người ta có thể tính cho quý vị là quý vị là người ở cái nấc thang thấp nhất, người ta đã lên tới cao rồi. Thí dụ như ta dành cho thời gian 30 năm sau thì mới lên tới đây. Còn bây giờ pháp môn Tịnh Độ thì quý vị 30 năm niệm Phật, cái người mới đến quý vị cũng kêu họ niệm Nam Mô với Đạo Phật đi. Vì tôi 30 năm nay tôi cũng niệm Nam Mô với chư Đạo Phật. Hay không? Cực kỳ hay luôn. Nè, hôm qua Như Đức đọc một công đoạn lời dạy của tổ sư nói: bây giờ bạn tu pháp chỉ quán, dù có khai thông hết, bạn có thông đạt hết, tất cả thuộc hết lào lào Đại Tạng Kinh, nhưng nếu bạn muốn giải thoát thì phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Dù bạn có đạt khả năng gì, bạn có thuộc Đại Tạng Kinh, dẫn kẻ phàm phu. Đó là đoạn tổ sư dạy rõ ràng luôn. Dẫn là người phàm phu. Vì sao? Vì bạn chưa được giải thoát. Còn nếu như một câu Phật hiệu này bạn tín nguyện, bạn không biết gì hết, bạn không biết gì hết, bạn chỉ biết niệm Phật thôi, cả đời bạn chỉ biết niệm Phật thôi, như vậy mà cuối đời bạn có thể được giảng sanh. Nên pháp môn Tịnh Độ này cực kỳ hay, quá hay quý vị. Đó. Nên mỗi một người mình phải siêng năng niệm Phật. Không phải là mình đi đến đây mình niệm Phật không, mà mình về nhà mình phải niệm Phật. Ví dụ như chùa mình từng nào những đứa cũng đặt tượng Phật, gia đình đều có ngôi tam bảo, có từ khóa tu, mỗi ngày mình đều có nghe chia sẻ Phật pháp. Thực sự quý vị đều đạo Phật chúng ta biết rằng có rất nhiều phương tiện để độ sanh, nhưng không phải chúng ta cứ làm mãi những cái phương tiện hô hà cười giỡn hoài đâu quý vị. Có những lúc chúng ta phải bình tĩnh lại. Để làm chi? Để nhiều người, người ta còn có thể nhìn nhận mình sâu sắc một chút. Hiểu không? Nghĩa là chúng ta đã quá đông người rồi. Nghĩa là phương tiện chúng ta đã phát triển được cái khả năng rất đông người đến rồi. Bây giờ đến lúc chúng ta phải lắng động lại. Để hành chi? Đúng không? Nếu không thì bây giờ chúng ta mỗi tuần chúng ta đi đến đây để mà bình thường gì hoài sao? Chúng ta phải có những lúc để lắng động lại, để xem xét về sở tu của mình và hỏi lại mình. Nếu như một ngày nào có người mắng chửi mình, người xem thường mình, người nói oan ức mình, người chu dập mình, bản thân chúng ta phải làm sao? Chúng ta có chịu đựng được không? Đó. Cuộc đời con người đâu phải chúng ta cười hoài được đâu quý vị. Đâu phải chúng ta thịnh hoài hoặc là chúng ta tiện lợi hoài đâu. Có những lúc rồi chúng ta sẽ khó khăn rồi sao? Con người mà chúng ta có thể trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta có thể mà không lo sợ, lúc nào cũng giữ được trạng thái bình an là ngay chỗ nào? Vì mình đã tính trước cái việc thuận và nghịch trong cuộc đời. Có thuận thì nhất định có nghịch thì có thuận. Nó không hoàn toàn lúc nào cũng nghịch, mà nó cũng không bao giờ cho quý vị cái thuận hoài đâu. Nghe không? Ví dụ như bây giờ các anh chị ca sĩ đi về chùa mình đi, có những người rất là nổi tiếng, chúng ta chưa chắc chúng ta nổi tiếng hoài. Ví dụ như một người làm quan thiệt lớn, chúng ta chưa chắc làm quan lớn hoài. Ví dụ như một ông thầy nổi tiếng, chưa chắc ông thầy nổi tiếng hoài. Một con người làm ăn thịnh vượng, chưa chắc thịnh vượng hoài. Chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ là nó chưa chắc thịnh hoài. Vậy thì hỏi lại, nếu một ngày nào nó suy, chúng ta có bị hụt hẳn và thở không nổi không? Có nghĩa là chúng ta phải tính trước ngày đó. Để làm chi? Khi có ngày đó thiệt, chúng ta rất bình thản. Vì có cái đáp án rồi. Trong cuộc đời này rất là nhiều người vợ chồng đang sống hạnh phúc, chúng ta chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng chồng mình hiền như vậy mà đi có vợ nhỏ. Chúng ta không bao giờ ngờ được là vợ mình đàng hoàng thì mị, nết na như vậy mà lại lấy người đàn ông khác.
chúng ta thật sự bị hụt hẳn luôn. Chúng ta không ngờ được. Nên trong cuộc đời này có nhiều việc không ngờ mà nó đến với mình đó. Nên chúng ta nên tính trước để bản thân lỡ có chuyện như vậy, ta phải làm sao? Đó mới là người đặc biệt khôn. Ví dụ như giờ mình làm quan, lúc mình đang đương thời làm quan lớn, bao nhiêu người đến với mình, thật sự quý vị, người ta đến với mình lắm, người ta nhờ bên này kia chứ. Nhưng nếu mình không suy nghĩ, mình chỉ nghĩ bây giờ đúng là mình đặc biệt ghê, đời người cũng là đời người, nhưng mà cuộc đời mình ai bằng mình. Chàng ơi có chức phận mà bao nhiêu người đến hô hà mình, mình là số một chưa chắc. Lỡ một ngày nào mình không còn gì nữa, ta đi mất tiêu chứ. Mình cảm thấy mình bị buồn, mình đơn côi vô cùng luôn. Mình phải nghĩ trước thời gian đó là, tại vì bây giờ mình còn tiếng tăm, còn danh lợi người ta tìm đến để chi cầu. Nếu như một ngày nào mình không còn cái gì nữa thì người ta sẽ không có đến nữa đâu. Mình nói trước vậy là mình là có giải đáp rồi. Để một ngày nào lỡ mình như vậy, mình đã tính rồi mà. Bình thản, bình thản là xong. Ví dụ như ca sĩ lúc mà nổi tiếng đi, đắt xô, mình đi đến nơi nào đó chỉ cần thấy hình ảnh mình thôi. Thấy hình ảnh mình thôi là tự nhiên cái sân khấu đó đông. Chúng ta phải tính là một ngày nào không ai mời mình nữa đó. Một ngày nào không ai mời mình nữa phải làm sao? Thì hát mình chơi chứ làm sao. Đúng không? Thời gian kiếm tiền rất là lâu đó, tiền để đâu? Thì lúc này là lúc phải cần xài tiền, là không ai mời hát nữa thì hát mình chơi. Pha bình trà uống, ăn bánh chơi, hát nghiêu ngao chơi được không? Rất tự tại, có gì đâu. Mấy vị coi những đức giảng pháp á, người ta nghe rất là đông mà chúng rất là đông. Vì mà những đức có hai bài giảng không người. Đã mấy năm rồi, vị coi mấy năm rồi. Một câu ai vật niệm đến cùng lần này nữa là lần thứ 6 rồi. Những đức đã giảng 6 lần, một lần 300 tập. Mà lần này lần thứ 6 rồi. Suốt mấy năm giờ, hai bài giảng không người. Có nghĩa là chỉ một mình ngồi giảng thôi, là những đức tính trước một ngày nào không ai ngồi đây nghe những đức nữa, những đức giảng mình đó được không? Thấy không? Tính trước đi. Cuộc đời này xin thưa quý vị, người ta có thể đến với mình và người ta cũng bỏ mình. Mình tính vậy bản thân mình không bỏ mình. Nhà Đức đã từng gặp một sự việc trong cuộc đời tu. Đó là ngày xưa nhà Đức mới đi xuống đây. Cái thời điểm đó khó khăn lắm quý vị. Rồi hòa thượng mình ngài cũng thử coi ai là người kiên nhẫn ở chùa ngài mà lo tu. Tự nhiên đùng cái mấy trăm người đi lại đây. Rồi mấy chú trong đây coi ai là người có tâm quyết tu. Sáng 12 giờ 1 giờ hòa thượng cầm gậy quá. Ngài cầm gậy quá. Ngài lên khu tăng vậy đó. Ngài kêu thức dậy. Ngài kêu đi giác đơn. Thì mấy cái đơn trong phòng đang ngủ ginh ra làm gì? Tự nhiên ginh xuống đất. Ginh xuống đất xong ngài kêu ginh lên trên đó lại đi. Thì coi chịu nổi không? Mà mình thì ginh phía trước, ngài phía sau, ngài cầm gậy, ngài quơ. Mấy chú sợ lắm chứ quý vị. Thì nhiều chú đợt đó, nhiều chú cũng đi bỏ gì trên kia làm. Đi nhiều lắm, đi rất nhiều. Nhà Đức phải tự an ủi mình một câu để giữ bình tĩnh. Nhà Đức từng nói một câu mà tự an ủi mình bằng câu gì? Không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình. Người ta bỏ mình là bình thường. Vì người ta thích thì người ta đến, mà người ta không thích người ta đi à. Chuyện này bình thường. Chúng ta là những người làm việc cho công chúng nè, từ tu sĩ, ca sĩ làm việc cho công chúng nè, chúng ta phải tin rằng lúc đương thời người ta đến với mình đông lắm. Lễ lộc ở trên thứ quý vị. Người ta đi đến đây á, mà người ta muốn gặp những đức á, và người ta gặp những đức người ta quỳ xuống, người ta lại nheo nhóc ngoài đường. Những đức nói đây chỉ là hư danh thôi, không nói lên gì.
Bây giờ người ta quý trọng quá, người ta quỳ người ta lại mình, mai mốt người ta không thích mình nữa, người ta lấy dép người ta luyện mình, được không? Chuyện này là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Nhưng Đức cảm thấy đây là hư danh, đối với cuộc đời mình không có gì phải kiêu ngạo cả. Tại vì lúc mình nói chuyện người ta nghe, người ta được lợi ích thì người ta cảm ơn, người ta quý kích. Nhưng nếu một ngày nào mình bị tai tiếng gì hay bị một cái gì đưa lên, người ta sẽ trở mặt với mình thôi. Cái chuyện này mình nên tính trước để bản thân của mình, lúc có chuyện thì làm, không có chuyện thì uống nước trà ngâm thơ chứ, thì đâu sợ. Nha quý vị, đại sự không bằng vô sự, đại sự không bằng vô sự. Nó giống như Bác Hồ ngày nói rằng ngài chỉ mong làm sao cho đất nước được bình yên, thái bình. Còn riêng ngài khi đất nước thái bình rồi, nếu cuộc sống của ngài còn tồn tại ở lại sống với cõi đời này, thì ngài chỉ mong rằng ngài có một căn nhà nho nhỏ ở qua ngài, rồi mỗi ngày đi câu cá, trồng hoa, chơi với các cụ ông bố lão, gần với các cháu chăn cháu. Người thấy cuộc sống không? Đơn giản bình dị. Cái lối sống đơn giản bình dị đó đó mà ngài lại làm được việc phi thường, bậc lãnh tụ của đất nước. Chứ đâu phải mình cao xa gì đâu quý vị. Bây giờ những đứa ngồi nói chuyện với quý vị như vậy, bao nhiêu con người nghe, lễ hội mấy chục ngàn người, những đứa ngồi giảng, người ta ngồi người ta vỗ tay. Trở về sáng lại, mới hồi tối đó, mấy chục ngàn người ngồi nghe những đứa giảng. Qua một đêm sáng mai là bản thân những đứa đi xuống dưới nhà bếp, trở thành một người cư sĩ bình thường, đi nấu ăn cho Phật tử. Nhắc mình, vừa mới lên đó đi xuống lại liền phước cho rồi. Chúng ta thường bị cái bệnh là chúng ta lên trên đó rồi, chúng ta sẽ tìm mọi cách để làm sao mình ở trên đó. Nhưng ai cho ai bị ở trên đó? Trong cái cõi đời này ai cho mình lên cho nó cao dữ hả? Người ta sẽ tìm cách, người ta đạp cái vị xuống. Khi người ta vừa đưa cái chân lên, quý vị nói phan. Mình nói phan, để tôi đi xuống. Hỏi mất công đạp lặn cho nó mệt đi. Chỉ con người, cái danh cái lợi trong cuộc đời, sớm muộn gì chúng ta cũng vô quan tài nằm thôi. Chúng ta có cầm theo được gì đâu. Tuy bây giờ có những người hai mấy ba mươi tuổi nói chưa đâu thầy, mau lắm. Năm tôi xa gia đình 18 tuổi, thời gian tôi bỏ trên thành phố hết mười mấy năm, thời gian tôi vô trong chùa tu mười mấy năm nữa, và năm nay tôi 43 tuổi. Rất mau. Và bao nhiêu người già ngồi đây và bao nhiêu người già trong chùa mình, họ cũng có khởi đầu của 18 tuổi. Nhưng bây giờ họ cũng bảy mấy tuổi, và có những người nằm chỗ phòng hộ niệm, có những người lẳng lộn rồi kìa. Rồi chúng ta cũng đi đến ngày đó thôi. Cái hạnh phúc lớn nhất của con người chúng ta là những ngày tháng mình sống có bình an hay không, và có niềm vui hay không. Thật sự mà nói thì các anh chị ca sĩ đúng ra hạnh phúc lắm. Tại vì họ có phước, họ sanh đến cuộc đời này, họ đem lời ca tiếng hát, hát được công chúng ta thích, đi đến đâu cũng được ta quý trọng, cũng là có cương vị của xã hội. Bây giờ kiếm được tiền, có tiền đồ xài lại rai, xài cũng không hết, nhưng mà do mình nhìn ông tỷ phú kia nên mình không biết đủ thôi. Thật sự, nếu như mà mình nhìn chung mình cũng hơn nhiều người rồi đó. Có những cái show mờ, hôm nay nghỉ hát rồi. Thôi nghỉ hát chứ làm gì, nghỉ ngơi chơi được không? Xong lại ra gần mẹ gần cha, chứ đi hát hoài bỏ cha bỏ mẹ hoài, không có gần gũi cha mẹ, thôi nghỉ hát rồi. Thôi sao em sao đi hát đi chị, cần mờ em không nghỉ. Thôi ở nhà làm gì, gần cha mẹ chơi được không? Chơi cha mẹ được không? Tại vì sao? Một thân một mình, hoặc có một chồng hoặc một con, ăn nhiêu đâu. Nhưng mà do mình nhìn cái người cao kia quá kìa, mình có chiếc xe này đi rồi, mình nhìn chiếc xe kia xịn quá, gắng cố gắng hát để mua chiếc xe đó đó. Cuối cùng chúng ta lại bỏ quá nhiều thời gian vào cái chiếc xe này, mà trong khi cũng đi được chiếc xe này, mà chúng ta lại bỏ quá nhiều thời gian để không được gần cha mẹ, không được báo hiếu cho cha mẹ, không được nhìn cuộc sống nhân sinh, không được có những thời gian để an định tâm mình.
Nếu như mà có thời gian để an định tâm mình, lâu lâu lên hát một bài thôi là cũng là số 1 rồi. Đặc biệt lắm rồi. À, nên còn đi suốt luôn, đi cả ngày lẫn đêm, đi giết khờ luôn. Đi giết đuối khờ luôn chứ sao quý vị. Nó thành nghề nghiệp. Nói là cống hiến nhưng mà chúng ta đặt vấn đề kiếm tiền nhiều quá. Nên cuối cùng chúng ta không có thời gian để lắng động tâm lại. Thật sự mà nói con người nó có thời gian quý vị ơi. Đi nghỉ ngơi nó mà là sự hạnh phúc. Hạnh phúc là có thời gian nghỉ ngơi. Quý vị biết những đứa nuôi 2000 con người mà có những lúc cũng có thời gian ngồi uống trà chứ. À, rồi có những thời gian đi ngắm hoa giấy đồ chơi vòng vòng chùa. À, người ta thì ở nhà người ta thì thành phố đồ này kia thì có khi không nghe được chim hót. Nên người ta phải nuôi một con chim để trong cái lòng. Mỗi ngày người ta phải kiếm thức ăn. Có những người người ta phải kiếm sâu, mua con vật sống để cho con chim ăn. Vì thấy không? Chỉ nghe tiếng chim hót thôi đó mà trả một cái giá là tạo tội nghiệp sát sanh. Trong chùa mình những đứa phóng sanh chim xung quanh chùa mình ở là chùa quá chàng. Sáng cái là những đứa vòng vòng vườn bông giấy chơi vậy đó. Xong nhìn lên nghe chim kêu chip 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 chip. Những đứa đưa tay lên chào bạn, chúc bạn buổi sáng bình an. Nó kêu lại chip chip chip. Ý nó nói rằng con chào thầy buổi sáng bình an. Không cần phải bỏ thời gian cho con chim. Nhưng mà nó cũng hót cho mình nghe hoài. Mấy bạn cứ ở đây đi, rồi muốn đi kiếm ăn cái gì thì tự đi kiếm ăn, cái đó là tự sanh tự diệt. Bạn ăn cái gì đó là nhân quả bạn tự chịu. Còn nếu như mình nuôi nó mà mình bao mua con vật sống mình cho nó ăn thì đó là mình cho nó ăn, rồi nó hát lại cho mình nghe thì chúng ta được tiếng hát, được nghe tiếng hát. Nhưng mà chúng ta lại tạo nghiệp là chúng ta lại mua những con vật sống để cho nó ăn. Đúng không? Còn đây những đứa phóng sanh rồi thôi, mày muốn ăn cái gì mày ăn kệ mày chứ. Chuyện đó chuyện của mày, thôi chuyện của tao. Đúng không? Nhưng mà nó gặp nó cảm ơn, nó nhìn mặt mình nó biết. Quý vị không tin hả? Cái ông này ông nuôi nguyên bè vịt. Ngày nào cũng cho ăn, vịt nó bu lên thiệt đông. Một ngày nọ vịt to lên, ông bắt con vịt mằn thịt khi có bạn bè đến. Khi bắt một con vịt mằn thịt xong, bữa sau ông lợi, ông cho ăn. Nguyên một bầy vịt nó đứng rất xa. Xa thì xa nó nhìn ông. Vì nó biết được rằng, ủa, thường ngày cái ông này thương chúng ta dữ lắm mà ta. Sao mà ngày nay ông lại giết một người bạn của mình ăn thịt. Như vậy thì ông này có thể một ngày nào ông giết luôn mình. Thấy không? Còn bây giờ những đứa thả mấy con chim bay đi, nó cảm ơn những đứa, nó ở lại chùa. Thì những đứa đi vòng vòng vườn bông giấy ngắm hoa nó trên hót cho những đứa nghe. Chứ làm sao quý vị? Hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Đúng không? Rồi xong chạy qua bên mấy bà cụ yếu, nhảy nhót chơi mấy bà cụ, hát con cò bé bé luôn cho mấy bà cụ vui chứ. Mình làm cho người già được vui quý vị. Bao nhiêu người già gặp mình cái vui. Tự nhiên mình chơi với các cụ, tự nhiên cuộc sống nhân sinh đơn giản. Những đứa sống mỗi ngày cũng bình thường, ăn cơm 2 buổi, bây giờ chiều không ăn. Đơn giản. Mà cũng đâu ốm gì đâu. 7-6 kg như chơi, cái gì đâu. Đó. Rồi cái đầu lại suy nghĩ được nhiều cái việc cho chúng sanh. Vừa tổ chức Phật đản xong mấy chục ngàn người, thì bữa nay cộng tu Chủ Nhật tổ chức cái chương trình tưởng nhớ đến ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Rồi thứ sáu tuần sau lại khiếm thị cả chục ngàn người. Thông báo cho quý vị, chương trình khiếm thị là một chương trình rất quan trọng, một chương trình tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Mình được lục căn đầy đủ, chúng ta có cặp mắt thấy với cuộc đời này. Chúng ta hãy suy nghĩ rằng nếu như cặp mắt mình không thấy, mình sẽ đau khổ cỡ nào. Quý vị coi, nếu chúng ta bịt mắt mà tắm, quý vị sẽ thấy rằng quý vị tắm khó khăn cỡ nào không.
Vậy thì vị người nghĩ người khiếm thị họ không có cặp mắt, họ khó khăn hơn mình. Mà nhiều người khiếm thị họ đã mù rồi mà họ còn tật nguyền tay chân nữa, vị không, tội nghiệp. Nên chương trình khiếm thị cỡ nào như Đức cũng tổ chức, nhưng Đức không có bỏ. Chương trình khiếm thị của chùa mình tổ chức thật sự mà nó quá nặng căng. Người ta tổ chức chương trình khiếm thị thì ví dụ như người ta quy về hết Phật tử, cái gì phụ trợ thì quy về một chỗ, rồi người ta mới mua quà người ta cho người khiếm thị. Còn chùa mình là những Đức khuyên quý vị là ai có tiền nên đổi tiền ra cho người khiếm thị đi. Còn riêng những Đức là bao tiền xe cho người khiếm thị hết, và tặng mỗi người thêm 200 ngàn. Đó là chuyện bản thân nhà Đức làm. Còn quý vị có 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu gì đó, quý vị đổi ra tiền quý vị cho họ 20 ngàn, 30 ngàn, 10 ngàn gì tỷ, quý vị chính tay quý vị cho anh em, chị em hay là những người làm công cho mình, cho họ có cơ hội họ đi đến đây. Chính họ cầm tiền họ cho người mù, người què đi, để bản thân họ thấy rằng bản thân họ dù có khổ nhưng họ không có khổ như người ta. Nhiều người còn khổ hơn mình, rồi con mình chỉ con mình, con thấy không? Nhiều người người ta chỉ cần có được 10 ngàn thôi đó, mà con coi người ta bị mù, người ta bị què đó, con thấy không? Nên con về ăn uống con không được đổ tháo, không được bỏ bê, nghe không? Để dành cái phước đó để sau này tặng cho người khiếm thị. Nghe không? Đó. Vậy con cháu mình quý vị, thứ sáu tới này nè, nên các đoàn ở xa xa là dù quý vị không có tiền cho người khiếm thị đi, nhưng quý vị đến quý vị dự, quý vị nắm tay người khiếm thị, họ ghé ngoài đường rồi đó, quý vị dẫn họ vô đây giùm. Đó cũng là tình thương mến thương. Người ta không có cặp mắt để đi ngoài đường, mình có cặp mắt, mình nắm tay, mình dẫn ta đi. Khi quý vị làm việc đó đi rồi, quý vị sẽ thấy cái lương tâm quý vị nó sẽ như thế nào, quý vị sẽ cảm giác tình người như thế nào. Con người mà không thương con người làm sao làm người hả quý vị? Đúng không? Đó. Vì dù không có tiền, vì cũng đi đến đây đi, dự cái chương trình, quý vị sẽ cảm giác rằng người ta khổ hơn mình nhiều quá. Rồi bản thân quý vị sẽ không than cái chữ khổ quá đâu. Người ta mù, người ta què, người ta lết kìa, dễ mà người ta còn hát ca đó. Sau này là có anh chị ca sĩ hát đó nghe. Chứ lúc trước là tường văn đồ cục tay, mù mà cục hai cái bàn tay. Mỗi lần hát là lấy hai cái tay mà không có cái bàn này chấp lợn gì hát. Hát ca cổ, hát dữ lắm luôn. Nó nên hồi đó toàn là họ hát không á. Đúng ra sau này chương trình khiếm thị á, Tường Văn nè với mấy cái người hát hồi đó đó, cô Nhật á, dẫn họ lên ngồi ở đâu ở trên đây nè. Tại vì mình cái gì cũng uống nước nhớ nguồn. Mà lúc trước chưa có anh chị ca sĩ người mù hát, bây giờ có anh chị ca sĩ hát người mù đó đâu mất tiêu hết rồi. Chúng ta phải đi tìm họ để đem họ lên đây, để cho mình ở đây phải cho tiền họ thêm một chút, nghĩ đến họ. Sống mày có trước có sao chứ. Đúng quý vị. Nó, lúc trước họ lỡ hát không á, tội nghiệp, hát quá trời luôn. Nên từ nơi đó mà ha. Nên con người sống quý vị ơi, dù nghèo nghèo nhưng mà cái đạo nghĩa làm người quan trọng. Chữ chung rất là quan trọng. Chữ chung rất là quan trọng. Xin thưa quý vị, cuộc đời nhà Đức chơi với bạn á, 30 mấy năm, tuy 40 mấy tuổi nhưng chơi bạn 30 mấy năm. Có người bạn thân nhất là người bạn Tài, bây giờ gia đình lên đây nè, gần chùa nè. Bạn bây giờ làm tượng Phật. Nhà Đức kêu bạn làm tượng Phật đi, đi học làm tượng Phật đi. Bạn mở ra một công ty làm tượng Phật. Bạn thân với mình từ nhỏ tới lớn. Hai bạn bè chơi với nhau gần 40 năm trời, từ nhỏ tới lớn kế bên nhà biết nhau tới giờ. Đó. Chưa một lần mít lòng chút nào luôn. Nhưng Đức chơi nhiều bạn mà 20-30 năm không mà quý vị. Tại vì sao mình thích cái chữ chung quý vị à? Đã có cái duyên gặp nhau thì chơi lâu dài. Mà muốn chơi lâu dài thì đừng có cái gì cũng đặt vặt chắc hết chứ. Nếu mà đặt vặt chắc thì tình bạn có lâu dài đâu quý vị ơi. Chúng ta lúc thịnh thì cũng bạn, mà lúc si thì cũng bạn. Có bạn vẫn ngon hơn là có kẻ thù chứ, đúng không? Đó. Bạn vẫn đặc biệt hơn. Nên Phật tử đi về chùa mình như một đại gia đình vậy đó quý vị. Sau này mình có lớn tuổi mình thích vô chùa cũng vô chùa. Như cái cô mới mắc nè,
Cái cô mới mắc hôm qua nhà Đức làm đám đó, xin thưa quý vị, cô là lúc trước nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không, nghe cũng nhiều năm, nhưng cô nghe mà cô không có phương pháp tu. Cuối cùng thì cô không áp dụng được tại nhà. Sau này cô nghe nhà Đức giảng trong vòng thời gian nửa năm thì cô áp dụng phương pháp tu tại gia đình. Nhưng cô bị bệnh tim, cô rất là yếu. Khi mà lại 2000 lại Quan Âm Bồ Tát, cô ở nhà mỗi ngày từ 10 lại cô lại cho đến mấy trăm lại thường ngày, đến chi? Tập cho quen. Tập cho quen để cái ngày 2000 lại cô lên đây cô lại. Tâm quyết vậy đó. Rồi mới đây Phật đản cô rất là mệt, thì cô nói thầy tổ chức Phật đản phải lên trên, thì bao xe đi, thì đi lên tới trên chùa dự Phật đản. Dự Phật đản xong rồi thì cô yếu, thấy yếu quá đưa vô phòng hộ niệm, hộ niệm, hộ niệm xong đi luôn, dự Phật đản chùa đi luôn. Thật sự mà nói Nhân Đức cô không biết cô là ai luôn, mà tại gia đình nói Nhân Đức nghe về cái sự việc của cô, thấy không? Thì vị biết rằng là làm đám Iran các cụ thường trụ chùa luôn. Nhân Đức qua lên làm đám đàng hoàng hết luôn. Nhân Đức không biết ai. Nhân Đức chỉ cần có các cụ mắc là Nhân Đức sẽ qua, trừ chủ nhật, trừ ngày lễ Nhân Đức không đi được thôi. Còn ngày nào bình thường Nhân Đức đều qua hết. Và mình bưng cái quan tài đưa cô ra ngoài, đưa lên đài hỏa táng. Mỗi lần mình bưng cái quan tài mình đưa người ta đi là bản thân mình suy nghĩ rằng một ngày nào mình nằm trong quan tài người ta bưng mình. Quý vị nhìn nhận rằng cái cuộc đời này nó có phải phù du không? Bây giờ nhiều anh chị ca sĩ ngồi đây nè, anh chị ca sĩ có thấy nhiều người ca sĩ rất nổi tiếng nhưng họ còn trẻ họ chết không? Có mà. Họ còn rất là trẻ họ đã chết rồi, ba mấy cũng có, bốn mấy cũng có. Họ mắc, họ hát rất là hay luôn đó. Mà họ mắc, người ta phải luyến tiếc luôn quý vị. Thấy không? Thấy chưa? Cuộc đời con người chúng ta chưa chắc là già đó quý vị à. Nhưng mà con người chúng ta cứ lao mãi tới danh lợi chúng ta không biết đủ thì mãi mãi bị trói buộc. Nên bản thân Nhân Đức bây giờ mỗi ngày nuôi 2000 người thì Nhân Đức cũng sống bình thường thôi. Và làm bao nhiêu chương trình Nhân Đức cảm thấy cuộc đời mình đến đây có ý nghĩa. Nên Nhân Đức nói rằng cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa để buổi ra đi nở nụ cười. Đúng không? Mình sống ý nghĩa đi. Đó là đặc biệt nhất. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến ngày sinh của bác, cũng nói mấy câu đoạn đầu về tư tưởng của bác là một vị lãnh tụ đặc biệt mà chúng ta phải cần học tập. Có rất nhiều văn tự như một sắp giấy nè, những câu lời dạy của bác Hồ rất hay, nhưng mà chúng ta không thể nào đọc hết được tại thời gian cũng không có. Rất nhiều câu rất là hay để lại cho chúng ta, nhưng cái đặc biệt nhất là bác Hồ khuyên mình con người sống phải có tâm đoàn kết. Chúc quý vị an lạc, an vui đạo Phật. Chúng ta niệm về câu Phật hiệu ấm áp cái mình hồi hướng quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công hướng về không thất cả và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay chúng ta tổ chức cộng tu chủ nhật và cũng là ngày mà chúng ta tổ chức tưởng nhớ đến ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nên Nhân Đức có chia sẻ Phật pháp, rồi có anh chị ca sĩ cũng về hát những bài nhạc rất có ý nghĩa. Nên chắc chắn rằng là những người mà chiến sĩ trận vong, người ta mắc, người ta nếu chưa siêu người ta cũng về đây đông lắm đó quý vị. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức tu tập này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị luôn luôn được bình an, và tất cả những chúng sanh đã qua địa cầu để được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát,
Trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, mà thần thức sáng suốt tỉnh táo, nương một bộ nguyện niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, niệm Phật để hướng về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim thí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức phố cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngô tình chung ngạ kim thí như cung, nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim thi như cung, nhật thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhật thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lục lăng ta bà, lăng ta bà, lục lăng ta bà, án ngã ngã năng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã năng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Anh đưa cho em một danh cầm cũng được. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bao mang. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bao mang. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay chùa chúng ta tổ chức chương trình tưởng nhớ đến ngày sinh của Bác. Chúng ta có sự tu tập và có phóng sanh và cúng tế thực. Chúng ta nguyện đem công đức này cầu nguyện cho đất nước chúng ta có những con người xuất hiện, được sinh ra đời, có những tấm lòng lớn như Bác Hồ để giúp cho đất nước chúng ta càng ngày càng cường thịnh nha quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta đọc tam quy y xong mình phóng sanh chim.
Thì mới nhớ là công đức phóng sanh này giúp cho thế giới hòa bình, giúp cho muôn người được bình an. Nên Ấn Tổ ngày nói câu là muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Mà Bác Hồ ngày cũng thích hòa bình lắm quý vị. Và mọi người chúng ta ai cũng thích hòa bình hết. Nên chúng ta muốn mình được hạnh phúc thì cũng đừng bao giờ đem sự đau khổ đến cho người khác. Vậy thì mình mới được hạnh phúc quý vị. Giờ chúng ta đọc tam quy y nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn bình an quý vị ơi.